Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồn biên phòng Phước Diêm lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ đội biên phòng tỉnh. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Hồ Kiền Kiền phát huy hiệu quả chống hạn và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Kết luận nội dung phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, phiên thảo luận tại hội trường đã có 18 lượt ý kiến đại biểu phát biểu, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, khách quan và thể hiện sự quan tâm trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội với ý kiến và kiến nghị của cử tri. Quá trình thảo luận có 9 bộ trưởng và trưởng ngành tham gia làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Quốc hội đánh giá cao kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của Chính phủ và một số bộ ngành. Đối với 6 kiến nghị chưa được trả lời tại kỳ họp thứ 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban dân nguyện đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền sớm có văn bản trả lời và giải quyết. Bên cạnh đó, còn 704 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm, chậm giải quyết. Nhiều kiến nghị chưa đảm bảo được lộ trình giải quyết mà cơ quan chủ quản đề ra, khắc phục trả lời dừng lại ở việc cung cấp thông tin, viện dẫn văn bản, giải thích chính sách chưa đi thẳng vào vấn đề cử tri kiến nghị. Do đó, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành cần rà soát và có giải pháp quyết liệt để hoàn thành giải quyết trong thời gian sớm, đồng thời phải đảm bảo chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, đặc biệt là xác định công việc lộ trình giải quyết đối với 43 kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết. Những nội dung cụ thể đã được các bộ trưởng, trưởng ngành, trưởng ban dân nguyện tiếp thu, đề nghị các bộ ngành có văn bản tiếp thu, báo cáo Chính phủ chuyển cho ban dân nguyện, tổng thư ký Quốc hội để đưa vào nghị quyết của kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị cần phải trả lời rõ những vấn đề đã trả lời ban đầu, những nội dung đã giải quyết dứt điểm và đã trả lời, những vấn đề đang giải quyết thì có lộ trình giải quyết và thời hạn trả lời. Ủy ban Thường vụ sẽ tiếp thu và chuẩn bị dự thảo nghị quyết báo cáo Quốc hội. Trước đó, trong buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Sáng nay, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành ủy trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh đối với 3 bài học sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 39 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Bài học quan trọng là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm vững nguyên tắc và duy trì tốt quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ thận trọng, khách quan, toàn diện. Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt chỉ thị 39 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, kết luận 21 và chỉ thị 05, nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, chủ động nắm chắc tình hình, chấn chỉnh các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ bí mật nhà nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông báo nhanh đến cán bộ chủ chốt của tỉnh về kết quả, nội dung cốt lõi của hội nghị Trung ương 9 khóa 13 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024. Chiều nay, đoàn giám sát của Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban dân huyện Ninh Hải để giám sát chuyên đề về kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2023. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị huyện Ninh Hải tiếp tục tuyên truyền quán triệt thực hiện nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, cần đánh giá toàn diện chính sách phát triển du lịch của huyện để có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế để thúc đẩy du lịch phát triển. Rà soát lại quy hoạch về du lịch của huyện để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời quan tâm quy hoạch sử dụng đất, tạo không gian phát triển cho ngành du lịch. Chủ động đào tạo nguồn nhân lực và cách thức tổ chức du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh đặc trưng du lịch Ninh Hải đến du khách. Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng nhấn mạnh, Ủy ban dân huyện cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với các sở ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động du lịch, cũng như phối hợp xử lý các dự án du lịch triển khai không đảm bảo tiến độ. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bảo đảm Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về dự thảo nội dung chương trình Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024, kế hoạch tổ chức các hoạt động cổ động tuyên truyền, các cuộc thi chào mừng đại hội, công tác hậu cần, khánh tiết. Dự kiến Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên ban tổ chức và hoàn thiện các kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện khẩn trương, hiệu quả. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động trước, trong đại hội. Đài phát thanh và truyền hình Ninh Thuận tập trung xây dựng phóng sự phục vụ đại hội và hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị xây dựng clip minh họa, báo cáo tham luận tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị tốt công tác hậu cần, khánh tiết, tiếp đón đại biểu về tham dự đại hội. Thưa quý vị và các bạn, đồn biên phòng Phước Diêm quản lý địa bàn khu vực biên giới biển hai xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Đây là khu vực đang thi công nhiều công trình dự án, đồng thời cũng là địa phương giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, có lượng lớn tàu thuyền hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với chức trách nhiệm vụ được giao, lực lượng đồn biên phòng Phước Diêm đã bám sát địa bàn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, hoàn thành các nhiệm vụ về công tác biên phòng, không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cảng biển tổng hợp Cà Ná mỗi tháng tiếp nhận từ 4 đến 5 tàu biển, có tải trọng từ 50.000 đến 100.000 tấn cập cảng. Để thuận lợi cho các doanh nghiệp bốc dỡ hàng hóa, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Diêm đã tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo về trình tự, thủ tục và yếu tố an toàn khi tàu cập cảng. Tạo điều kiện cho anh em, tất cả thành viên ở đây là đi làm việc hoặc là đi mua bán hoặc là này cả, kể cả hàng hóa, kể cả tất cả thủ tục. Phước Diêm và Cà Ná là địa bàn có nhiều tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ. Vì thế, việc kiểm soát hoạt động tàu cá, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, luôn được lực lượng biên phòng coi trọng. Qua tuyên truyền, hướng dẫn của đơn vị, đến nay đã có 98% số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không có tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Đơn vị cũng đã phối hợp thành lập 15 tổ tự quản về an ninh trật tự, 29 tổ tàu thuyền an toàn với 1.088 thuyền viên để giúp nhau ứng phó khi có các sự cố trên biển.
Cùng với tập thể đơn vị thì cán bộ chiến sĩ trạm thì luôn an tâm tư tưởng công tác, khắc phục mọi khó khăn thì trong công tác kiểm tra kiểm soát, nhất là trong công tác đấu tranh IU, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, bám nắm địa bàn, đặc biệt là kiên quyết xử lý những phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng bộ đội biên phòng, đơn vị đã quán triệt, bám sát kế hoạch với tình hình thực tế của địa phương theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đảm bảo tổ chức huấn luyện chiến đấu đạt 100% nội dung, 100% thời gian, 99,5% quân số. Bên cạnh đó, đơn vị còn phát huy tốt vai trò của đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình như Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Non Bước Em Tới Trường, mô hình hũ gạo tình thương. Cô cũng lớn tuổi rồi, cũng không biết làm gì, cũng đi lượm da chai đồ để nuôi thằng con nó bệnh. Thì biên phòng cũng mỗi tháng cũng cho gạo, cho mì đồ ăn giúp đỡ gia đình, cũng cảm ơn, chứ giờ cũng không biết làm gì, già lớn rồi. Thời gian tới thì cấp ủy, ban chỉ đồn Hồng Phước Diêm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác biên phòng, nhất là các hoạt động tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển đơn vị quản lý. Cái thứ hai là triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác biên phòng, trong đó tăng cường các cái hoạt động đấu tranh phòng chống đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ. Với những kết quả đạt được, đồn biên phòng Phước Diêm là đơn vị điển hình tiên tiến, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh giai đoạn 2019-2024. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận được phân bổ 760 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài. Tính đến ngày 15 tháng 5, tỉnh đã giải ngân được 125,2 tỷ đồng, đạt 16,48% kế hoạch. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. Để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương tiến hành rà soát đánh giá chi tiết cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án. Đối với các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đặt ra, phải cắt giảm chuyển giao kế hoạch vốn trước ngày 30 tháng 6. Đối với các dự án có vướng mắc trong công tác triển khai dự án, ban quản lý dự án có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu, hợp đồng, sớm xử lý các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 ở tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2024. Toàn tỉnh có 8.189 thí sinh tham gia dự tuyển tại 24 điểm thi với 342 phòng thi đặt tại 7 huyện thành phố. Cụ thể, huyện Bắc Ái có 2 điểm thi, huyện Ninh Sơn có 3 điểm thi, huyện Thuận Bắc có 1 điểm thi, huyện Ninh Hải có 4 điểm thi, thành phố Phan Rang Tháp Chàm có 8 điểm thi, huyện Ninh Phước có 4 điểm thi và huyện Thuận Nam có 2 điểm thi. Phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ thực hiện đồng thời 2 phương thức thi tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Nắng nóng kéo dài đã tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, là nguyên nhân có thể gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản số 2193 về tăng cường công tác ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, các thông điệp và biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, khuyến cáo người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm bị ôi thiêu, ẩm mốc, có mùi hoặc các thực phẩm lạ, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc nghi ngờ chứa độc tố tự nhiên để chế biến thức ăn. Thông tin kịp thời về Sở Y tế khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm là nơi có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trước nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã thành lập đoàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên thời sự. Kiểm tra tại quán cơm gà Khánh Kỳ, địa chỉ số 61 Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn,
đoàn thanh tra đánh giá cơ sở đảm bảo vệ sinh, thoáng mát, các loại thực phẩm được bảo quản trong tủ mát và tủ lạnh để tránh biến chất trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, đối với gà được cơ sở tự giết mổ hàng ngày với số lượng lớn nhưng không qua kiểm dịch, đoàn thanh tra đã yêu cầu cơ sở làm việc với chi cục thú y tỉnh để kiểm dịch gia cầm. Là coi thử gà tốt xấu thế nào thì trả lại, sau đó đưa xuống phía dưới riêng khu vực riêng là làm xong rồi lại nhập lên lại, làm sạch sẽ đâu đó đàng hoàng thì bắt đầu mới nhập lên đây lại. Nãy giờ chị mọi người nói thì chị cũng đã nghe và lắng nghe và đã hiểu được cái vấn đề mình làm sai chỗ nào thì mình cần bổ sung khắc phục những cái điều đó. Kiểm tra tại tiệm bánh trà cà phê The Doris trên đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn, đoàn thanh tra phát hiện một số sản phẩm đường đen, cà phê hạt, sữa đặc có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ thể hiện thành phần, hạn sử dụng và đơn vị phân phối theo quy định. Do đây là cơ sở mới hoạt động, đoàn thanh tra đã yêu cầu cơ sở ngưng sử dụng các sản phẩm này, chỉ sử dụng các sản phẩm rõ nguồn gốc, thực hiện hợp đồng với đơn vị cung ứng và lưu hóa đơn chứng từ khi mua bán các loại nguyên liệu chế biến. Em sẽ cho nhân viên đi kiểm tra sức khỏe rồi tiến hành làm như đúng như cái anh chị hướng dẫn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi những cái sản phẩm này là phải có tem phụ, nhãn mác. Trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm nay, đoàn thanh tra an toàn thực phẩm của thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã thanh tra kiểm tra 91 cơ sở. Kết quả có 86 cơ sở đạt yêu cầu, 5 cơ sở bị xử phạt vi phạm với các lỗi như khu vực bếp chưa đảm bảo vệ sinh, nhân viên không đeo găng tay, khẩu trang tập về khi chế biến thức ăn. Thành phố đã ra quân tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Kết quả là kiểm tra được 91 cơ sở, trong đó là có 86 cơ sở đạt yêu cầu và có 5 cơ sở là chưa đạt yêu cầu là xử lý. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng dễ làm thực phẩm biến chất, có thể gây ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh công tác thanh tra xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm, đoàn thanh tra cũng tuyên truyền nhắc nhở các chủ cơ sở nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, được đầu tư với tổng nguồn vốn trên 291 tỷ đồng, sau gần 2 năm triển khai thi công, cuối năm 2023, hệ thống thủy lợi Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc gồm cụm công trình đập kênh truyền nước Kiền Kiền và cụm công trình hồ Lợi Hải đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngay năm đầu tiên, công trình này đã phát huy hiệu quả chống hạn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Có 4 sào đất thuộc khu tưới của đập Ma Ó. Nhưng đây là năm đầu tiên, anh Tạ Yên Cam ở thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc có nước để sản xuất vụ hè thu. Đập Ma Ó thường hết nước vào mùa khô, nhưng năm nay nhờ nguồn nước từ hồ chứa Kiền Kiền nên đập Ma Ó mới có nguồn nước để sản xuất. Có nước đập mà không biết nói sao chứ. Năm trước thì làm đâu có được đâu, chưa có đập đâu có được đâu, được có vụ. Năm nay thì làm được 3 vụ. Có 3 sào đất nằm trên gò cao, nhận thấy nguồn nước của đập Ma Ó dồi dào. Thay vì bỏ đất hoang vì chưa có kênh dẫn nước, anh Cà Tờ Phần quyết định bơm nước để sản xuất vụ hè thu. Năm nay vừa có nước thì khó bơm chứ. Đầu tiên cài bơm này, cài xong rồi bơm cho máy múc gieo. Không chỉ năm đầu tiên, đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất vụ hè thu. Trong điều kiện hạn hán như hiện nay, nhờ nguồn nước của hệ thống hồ chứa Kiền Kiền, người dân ở hai xã Lợi Hải và Công Hải, huyện Thuận Bắc đã không phải di chuyển đàn gia súc. Bữa nay thì thấy có cái hồ rồi, bây giờ chăn nuôi thì cũng được ổn định rồi. Mới năm trước kia chưa làm hồ Kiền Kiền là không có trong bò, thì đưa về trên hết. Không có nước uống mà, nhà nước thậm chí mà đào ao cứu hạn mà không có nước luôn. Thời gian còn nước là còn mưa, còn như hết rồi thì thành bùng, thành dầu nhựa luôn, không có uống được. Đó. Cho nên là cũng cảm ơn nhà nước. Mặc dù chưa được đầu tư kênh cấp 1, cấp 2, tuy nhiên để phát huy hiệu quả hơn 1,8 triệu mét khối nước hiện có của hồ chứa thủy lợi, trạm thủy nông huyện Thuận Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng lịch cấp nước luân phiên về đập Ma Ó, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất và nước uống cho đàn gia súc. Sau khi bà con xuống giống
cho khoảng hơn 20 hecta lúa. Xong thì sẽ làm lịch phiên điều tiết một tuần khoảng 2 lứa vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5 hàng tuần để phục vụ cho cái diện tích lúa, đồng thời cũng kết hợp cho gia súc của khu vực xung quanh của thôn Suối Đá là sử dụng. Hiện dự án đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2, xây dựng hệ thống kênh mương cấp 1, cấp 2 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa dông vài nơi ở vùng núi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường.